Chào mừng quý vị đến với chương trình Tiêu điểm 365 trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Chương trình hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau đây. Tài xế có thể tra cứu thẻ biển số để biết lỗi bị phạt nguội. Nhiều người còn thiếu kỹ năng khi sử dụng bếp ga. Bắc Giang bắt đối tượng giả danh công an gọi điện lừa đảo chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng. Chọn băng hay chọn nghề? Thưa quý vị, mở đầu chương trình là thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, hiện tại đơn vị này đang xây dựng cơ sở dữ liệu công khai lỗi vi phạm giao thông. Dự kiến năm 2018 sẽ thí điểm cho phép người dân truy cập hệ thống, tra cứu trực tuyến để tra theo biển số xe vi phạm. Cục Cảnh sát Giao thông thuộc Bộ Công an cho biết, đơn vị đang xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm phục vụ thí điểm công khai lỗi vi phạm giao thông trên hệ thống trang web của cục, phục vụ các tài xế tra cứu lỗi vi phạm trực tuyến trên toàn quốc. Đề án xây dựng phần mềm và cơ sở dữ liệu công khai lỗi vi phạm được khởi động từ năm 2016, dự kiến đến năm 2018 sẽ thí điểm trên trang web của Cục Cảnh sát Giao thông. Tài xế trên toàn quốc có thể tra cứu các lỗi vi phạm của mình theo biển số. Hiện thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng đã thí điểm công khai lỗi vi phạm giao thông trực tuyến. Việc này bước đầu đã có những động thái tích cực, hữu ích. Tỷ lệ tài xế tự tìm đến cơ quan nộp phạt tăng hơn so với trước đây. Thưa quý vị, trước thực tế, một số lễ hội duy trì tập tục chứa đựng yếu tố bạo lực, chưa phù hợp với xu thế thời đại. Đặc biệt, xuất hiện xu hướng tự nâng cấp, đặt tên lễ hội thành quốc gia, quốc tế, thương mại hóa làm giảm nét đẹp văn hóa trong hoạt động lễ hội. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Chính phủ xin chủ trương xây dựng nghị định về quản lý và tổ chức lễ hội. Trong đó, phần được chú ý nhất liên quan thủ tục cấp phép lễ hội. Theo đó, Bộ đề xuất với các lễ hội sau đây cần phải được cấp phép trước khi tổ chức thực hiện. Lễ hội dân gian được khôi phục lại sau nhiều năm gián đoạn ở quy mô tổ chức trong nhiều huyện thuộc một tỉnh. Lễ hội văn hóa, thể thao và du lịch quy mô toàn quốc hoặc khu vực. Lễ hội có nguồn gốc từ nước ngoài tổ chức tại Việt Nam. Theo đó, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp giấy phép đối với lễ hội văn hóa, thể thao du lịch quy mô khu vực hoặc toàn quốc. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cấp giấy phép đối với các lễ hội có nguồn gốc nước ngoài. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, thành phố cấp phép các lễ hội cấp tỉnh. Để có được giấy phép tổ chức lễ hội đó phải hội đủ các yêu cầu, không thể hiện các nghi thức mô tả cảnh đâm chém, đánh đập tàn bạo, rùng rợn, kinh dị hay mô tả cảnh thỏa mãn khoái trá của kẻ gây tội ác, đảm bảo nội dung của phần nghi lễ và các hoạt động lễ hội không chứa đựng các nội dung thể hiện sự kích động bạo lực, truyền bá các hành vi tội ác trái với truyền thống yêu hòa bình và nhân ái của dân tộc. Thưa quý vị, ga là nhiên liệu đun nấu được nhiều hộ gia đình sử dụng, nhưng không phải ai cũng biết và tuân thủ quy trình đảm bảo an toàn. Nhiều vụ tai nạn đáng tiếc đã xảy ra mà nguyên nhân xuất phát từ sự thiếu hiểu biết, bất cẩn của người dùng trong sử dụng ga. Mời quý vị theo dõi ghi nhận sau. Bếp ga là một trong những thiết bị nhà bếp được phần lớn người dân sử dụng, nhưng không phải ai cũng biết vận hành đúng cách. Thống kê của Bộ Công an cho thấy, 7 tháng đầu năm nay, cả nước xảy ra 2.364 vụ cháy, làm hơn 60 người chết, 95 người bị thương, thiệt hại về tài sản khoảng 1.173 tỷ đồng. Theo cơ quan chức năng, có nhiều nguyên nhân gây cháy, trong đó có sử dụng khí ga. Đây là cái mặt hàng xếp vào loại nguy hiểm cháy nổ. Nếu như người dân không chấp hành đầy đủ các cái quy định về sử dụng cái khí ga này thì cái nguy cơ xảy ra cháy nổ gây chết người là sẽ xảy ra. Theo các chuyên gia, van bình bị hở hay ống dẫn ga bị đứt do chuột cắn đều là những nguyên nhân có thể biến bình ga trở thành trái bom trong nhà bếp. Vì vậy, việc thường xuyên kiểm tra vệ sinh bếp ga cũng như trang bị những kỹ năng an toàn khi sử dụng là hết sức cần thiết. Tiếp theo là thông tin cảnh báo khác liên quan đến sức khỏe. Thưa quý vị, đau dây thần kinh số 5 là bệnh thường gặp ở nữ giới với biểu hiện là những cơn đau đột ngột và dữ dội ở vùng mặt. Bệnh ít nguy hiểm nhưng rất dễ chẩn đoán nhầm với các vấn đề về răng miệng. Không ít người nhổ nhầm cái hàm răng mà cơn đau vẫn không chấm dứt. Đau nửa mặt kịch phát còn gọi là đau dây thần kinh số 5, xuất phát từ tổn thương kích thích một phần hay toàn bộ các nhánh của thần kinh chi phối cảm giác vùng mặt. Đây là một bệnh lý hay gặp chủ yếu ở giới nữ trên 40 tuổi. Chị Nguyễn Thị Hậu, 41 tuổi, phát hiện ra chứng bệnh trên khi luôn cảm thấy đau nhức và nhầm tưởng sâu răng nên chọn cách tự điều trị. Tuy nhiên, tình trạng đau nhức vẫn không dứt.
Cách đây khoảng 2 tuần thì mình cảm giác đau lắm, đau vào cái hàm trên này nè, đau mà nó đau buốt mà không ngủ được luôn, đau lên tới óc. Thì mình là nghĩ là do triệu chứng về răng, thành ra đi tới một cái phòng khám nha khoa gần nhà nhờ bác sĩ nhổ cho 2 cái răng hàm. Về nhà nó vẫn không dứt cơn đau, khoảng chừng mấy ngày sau lại quay lại nhổ thêm mấy cái răng nữa, một ngày khoảng 3 lần, nhưng mà đau nhất là vào cái khoảng 7-8 giờ tối. Đau dây thần kinh số 5 là cơn đau khởi phát đột ngột, thời gian đau rất ngắn nhưng xuất hiện liên tiếp, khiến bệnh nhân có cảm giác đau kéo dài từ 1 đến 2 phút. Người bệnh thấy đau khi có kích thích về cảm giác như sờ, chạm vào mặt, đánh răng, nhai thức ăn hoặc gió thổi vào mặt. Thường đa số bệnh nhân sẽ được đến các bác sĩ răng hàm mặt. Bệnh nhân rất dễ nhầm lẫn là mình đau răng nhiều hơn là đau do vấn đề thần kinh. Theo các bác sĩ khuyến cáo, người dân cần đến các cơ sở y tế để thăm khám lâm sàng, chụp MRI để được chẩn đoán và điều trị chính xác. Ngoài ra, khi gặp các dấu hiệu đau ở vùng mặt, người bệnh không được tự ý điều trị, tránh để bệnh diễn tiến nặng hơn. Chuyển sang các thông tin dân sinh đáng chú ý khác. Thưa quý vị, cửa biển An Hải, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên là nơi trú bão của hàng trăm tàu cá người dân. Đây cũng là nơi trao đổi nước phục vụ cho việc nuôi trồng thủy sản trên đầm Ô Loan. Thế nhưng độ sâu của cửa biển này có nơi chỉ còn 50cm. Người dân và chính quyền địa phương đang rất mong muốn các cơ quan chức năng sớm cho phép nạo vét khơi thông cửa biển này trước mùa mưa lũ. Cửa biển An Hải rộng hơn 200m. Việc cửa này bị bồi lấp ảnh hưởng đến sinh kế của hàng trăm hộ dân thuộc 5 xã trong vùng. Các hoạt động ra vào của hàng trăm tàu thuyền bị ách tắc, gặp khó mỗi khi ra vào cửa biển này. Tôi cũng còn sống ở trong cái đầm Ô Loan này không à, mà chỉ giờ rê vèo là thấy cửa này là nó rất là cạn. Giờ ghi xuồng tôi nhỏ quá mà rê cũng không được. Nhiều loại đặc sản của Phú Yên như sò huyết Ô Loan, cá chình đang cạn kiệt dần do dòng chảy không lưu thông. Việc nuôi trồng thủy sản của người dân trên đầm Ô Loan cũng dễ bị phát sinh dịch bệnh. Đây là một cái dự án hết sức cần thiết và cũng là cái sự mong mỏi của chính quyền và bà con nhân dân. Ủy ban nhân dân huyện chúng tôi cũng đã có nhiều cái tờ trình rồi kiến nghị với các cái cơ quan của tỉnh và cả cấp trên trung ương, đề nghị cũng tiếp tục cái khối lượng còn lại, cố gắng làm sao để cũng tiếp tục nạo vét để cho nó cái cửa biển nó tiếp tục được thông luồng. Trong lúc chờ các giải pháp lâu dài bền vững để chống bồi lấp của cửa biển như hiện nay thì việc nạo vét thông luồng là cần thiết để đảm bảo các hoạt động sản xuất của hàng trăm hộ cư dân. Thưa quý vị, được xây dựng cách đây hơn 30 năm, đập chứa nước Sở Quang nằm trên địa bàn xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa, được coi là đập chứa nước bằng đất duy nhất của tỉnh Khánh Hòa vẫn còn tồn tại cho đến nay và hiện đang bị biến thành nơi nuôi cá, vịt của người dân nơi đây. Cách đây hơn 30 năm, để phục vụ tưới tiêu cho hàng trăm hecta ruộng đồng của xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa, ngành thủy lợi tỉnh Khánh Hòa đã cho xây dựng một đập chứa nước thủ công bằng đất. Tuy nhiên, nhiều năm nay, mỗi năm đến mùa mưa lũ, các đoạn bờ kênh bao thường bị sạt lở nghiêm trọng, được người dân đổ đất chấp vá tạm thời. Không còn chức năng tích trữ nước nên đập nước Sở Quang đã được địa phương chuyển sang mục đích kinh doanh bằng hình thức hợp đồng cho người dân thuê để nuôi cá, nuôi vịt. Ngoài thả cá nuôi, người dân còn dựng nên nhiều chuồng trại chăn thả vịt ngay trong lòng đập. Tình trạng đập chứa nước mất đi chức năng tích nước khiến các cánh đồng hoa màu của người dân nơi đây không còn canh tác được trong mùa khô. Hiện người dân xã Đinh Lộc rất mong đập chứa nước này được tỉnh Khánh Hòa quan tâm cho cải tạo, xây dựng lại bằng bê tông như các hồ chứa nước khác trong tỉnh. Tận dụng lợi thế khí hậu nắng nóng quanh năm, từ nhiều năm nay, đồng bào Rắc Lai, tỉnh Ninh Thuận đã dùng năng lượng mặt trời diệt các vi sinh vật trong nước để có nước sạch sinh hoạt hàng ngày. Phương pháp này vừa giúp cho bà con tiết kiệm chi phí và tránh được nhiều dịch bệnh do thói quen không uống nước được đun sôi. Ở các xã vùng đồng bào Rắc Lai tại Ninh Thuận, khi trời nắng gắt, bà con lại mang những chai nước ra phơi. Chỉ sau 6 tiếng đồng hồ, bà con có thể sử dụng uống trực tiếp mà không cần đun sôi. Đây là phương pháp xử lý vi sinh vật trong nước bằng ánh sáng mặt trời, gọi tắt là SODIS. Năng lượng mặt trời sẽ chiếu thẳng vào chai nước, các tia cực tím sẽ tiêu diệt các vi sinh vật trong nước. Buổi sáng thì để nước trên máy, rồi chiều rồi có nước để uống luôn, không có tốn thời gian. Ở các xã miền núi trong tỉnh, bà con chưa có thói quen đun nước uống, nên việc sử dụng năng lượng mặt trời để xử lý nước là cách làm ít tốn kém và tránh được nhiều dịch bệnh. Với cái mô hình này, chúng ta cần phải nhân rộng ở những cái vùng mà đồng bào người ta không có điều kiện để người ta đun nước để nguội để uống, thì nó sẽ thuận tiện hơn trong cái sinh hoạt
cũng như trong cái việc mà ăn uống của bà con. Hiện nay, phương pháp SODIS đang được triển khai ở 3 tỉnh là Ninh Thuận, Đồng Tháp và Tây Ninh và nhận được những kết quả đáng khích lệ. Việt Nam là quốc gia có nhiều làng nghề tơ lụa, thổ cẩm lâu đời, sản phẩm đa dạng và phong phú, trải dài khắp các vùng miền. Các làng nghề truyền thống có một thời hưng thịnh, phát triển rộng khắp. Những năm trở lại đây thì các làng nghề truyền thống như Mã Châu, Nha Xá, Phùng Xá, Thái Bình, Vạn Phúc đã đánh thức giấc mơ lụa Việt, tạo nên niềm cảm hứng cho tơ lụa khu vực và thế giới. Làng lụa Hội An là nơi quy tụ các nghệ nhân về lụa đến từ các vùng miền khác nhau, cùng nhau tái hiện những kỹ thức, kỹ thuật chế tác sản phẩm truyền thống từ trồng dâu nuôi tầm đến ươm tơ dệt lụa. Hầu hết du khách đến đây đã không khỏi ngỡ ngàng và cảm phục. Ngoài góp phần vực dậy nghề ươm tơ dệt lụa, các hoạt động giao lưu văn hóa tơ lụa thế giới và Việt Nam còn đưa các nghệ nhân thoát khỏi tư duy sản xuất nhỏ bé, chuyển dần sang liên kết giao lưu cộng đồng cùng phát triển. Tôi nghĩ những hoạt động giao lưu tơ lụa cần được tổ chức nhiều hơn và nó rất cần thiết. Hiệp hội Tơ lụa Thế giới đang hướng đến việc thành lập các hội đồng chuyên nghiệp về lịch sử và văn hóa tơ lụa, thiết kế thời trang kỹ thuật và thương mại. Với xu thế liên kết toàn cầu, tơ lụa Quảng Nam nói riêng, Việt Nam nói chung hứa hẹn sẽ mạnh mẽ vươn ra hội nhập cùng với thị trường tơ lụa thế giới. Tiếp theo là phần thông tin về an ninh trật tự, an toàn xã hội đáng chú ý. Thưa quý vị, đêm ngày 13 tháng 8, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại một công ty may mặc nằm trên đường Tăng Nhân Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Lực lượng phòng cháy chữa cháy đã điều động nhiều đơn vị và hàng trăm cán bộ chiến sĩ để khống chế ngọn lửa trong hơn 3 giờ đồng hồ. Vào thời gian trên, bảo vệ và nhân viên một công ty may mặc có địa chỉ số 2/289B, đường Tăng Nhân Phú, quận 9, phát hiện khói lửa kèm theo nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ nhà xưởng. Do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy như vải, hóa chất, nên ngọn lửa nhanh chóng bùng lên và lan rộng khắp nhà xưởng rộng hơn 1.000m². Nhận tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố đã điều động các đơn vị chữa cháy quận 9, quận 1, quận 2, quận 12 với hàng trăm cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai chữa cháy từ nhiều hướng. Đến 2 giờ sáng ngày 14 tháng 8, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, lính cứu hỏa vẫn tiếp tục phun nước vào bên trong để làm nguội hiện trường, ngăn không để lửa bùng phát trở lại. Vụ hỏa hoạn bước đầu không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi phần lớn nhà xưởng với nhiều tài sản bên trong. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ. Thưa quý vị, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Giang cho biết vừa bắt đối tượng Ngô Đức Chinh, sinh năm 1971 ở xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, Bắc Giang về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với thủ đoạn giả danh công an gọi điện cho nhiều người dân và cho biết số tiền trong ngân hàng của họ có liên quan đến một vụ án mà cơ quan công an đang điều tra, yêu cầu người dân chuyển tiền vào các tài khoản mà Chinh và một số đối tượng khác đã lập sẵn để cơ quan công an xác minh điều tra. Ngô Đức Chinh cùng đồng bọn đã lừa đảo hàng trăm người dân với số tiền lên tới hơn 3 tỷ đồng. Được biết, đối tượng Ngô Đức Chinh là tội phạm truy nã đặc biệt theo quyết định truy nã của Công an tỉnh Ninh Thuận. Liên quan đến vụ án nữ sinh ở Đồng Nai bị bắn chết ngày 11 tháng 8 gây xôn xao dư luận trong thời gian qua, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội PC45 Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an huyện Long Thành vừa khởi tố vụ án giết người, tàn trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng xảy ra tại ấp 11 xã Bình Sơn, huyện Long Thành khiến cho hai người tử vong. Theo điều tra xác minh ban đầu, người bắn nữ sinh là Nguyễn Trung Thực, 34 tuổi, ngụ ấp Đất Mới, xã Long Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai, từng có 2 tiền án. Nạn nhân là nữ sinh lớp 11 tên đầy đủ là Lê Hương Thảo Linh, 17 tuổi, ngụ xã Bình Sơn, Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Linh bị Thực bắn tử vong tại nhà riêng vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 11 tháng 8. Vụ việc xảy ra khi Thực qua nhà Linh chơi và xảy ra mâu thuẫn. Sau một hồi cãi cọ, Thực đã rút súng trong người ra bắn vào phía trái đầu khiến Linh gục tại chỗ và tử vong sau đó. Hoảng sợ, Thực chạy vào khu rẫy trồng sắn mì cách đó không xa. Do trời tối, cây mì nằm um tùm khuất tầm mắt nên việc truy bắt Thực rất khó khăn. Đến khi có lực lượng công an và cảnh sát cơ động, mọi người mới dây rác khu vực rẫy mì, đồng thời chốt chặn một số ngã đường chính trong khu vực. Khoảng hơn 3 tiếng đồng hồ sau, lực lượng chức năng phát hiện nghi can dùng khẩu súng trước đó đã bắn nạn nhân, tự sát tại rẫy mì, cách nơi xảy ra vụ án khoảng 800m. Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra thu giữ một khẩu súng quân dụng, 2 viên đạn kim loại 9mm, 2 vỏ đạn cùng một số giấy tờ tùy thân. Thưa quý vị, do không có tiền để trả nợ chơi game, nên Dương Văn Hùng, sinh năm 1994, trú tại xã Thành Công, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, đã nảy sinh ý định cướp tài sản. Hùng liều lĩnh thuê xe ôm đến đoạn đường vắng tại phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, rồi ra tay thực hiện hành vi phạm tội. Sau 24 ngày điều tra, truy xét, Công an thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên đã làm rõ và vận động đối tượng ra đầu thú. Trước đó, vào ngày 17 tháng 7, Hùng thuê ông Nguyễn Xuân Tân làm nghề lái xe ôm, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội,
chở từ Hà Nội về Thái Nguyên. Khoảng 3 giờ sáng, khi đến khu vực cổng sau bệnh viện 91 thuộc phường Ba Hàng, lợi dụng trời vẫn còn tối vắng người, Hùng yêu cầu dừng xe rồi dùng gạch, mũ bảo hiểm đánh liên tiếp vào đầu, vào gáy ông Tân để cướp xe máy SH biển kiểm soát 29V1-33639 rồi bỏ trốn. Nhận được tin báo, công an thị xã Phổ Yên đã triển khai lực lượng điều tra truy xét. Khi nắm được thông tin Hùng đang lẩn trốn ở Hà Nội, công an thị xã Phổ Yên đã phối hợp với gia đình vận động Hùng ra đầu thú. Tại cơ quan công an, Hùng khai nhận do không có tiền để trả nợ tiền chơi game nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản. Sau khi cướp được xe, Hùng đi thế chấp lấy 23 triệu đồng để trả nợ và chi tiêu cá nhân. Thưa quý vị, lựa chọn học nghề hay học đại học, đây là câu chuyện vẫn nóng trong các mùa tuyển sinh hàng năm. Nóng bởi dù đã có nhiều cuộc hội thảo, hội nghị, nhiều giải pháp đưa ra, nhưng câu chuyện sính bằng cấp vẫn tồn tại chưa có lời giải. Đây cũng sẽ là vấn đề mà chúng tôi gửi đến quý vị trong tiểu mục vấn đề hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Lâu nay, học nghề vẫn được xem là sự lựa chọn cuối cùng của học viên. Tâm lý sính bằng cấp của xã hội, coi trọng bằng đại học hơn là học nghề, cũng là một thực tế dẫn đến công tác tuyển sinh của các trường nghề gặp muôn vàn khó khăn. Em không có ý định học nghề vì em có ý định theo học đại học. Bên cạnh đó, các văn bản hướng dẫn thực hiện luật giáo dục nghề nghiệp chưa được cụ thể, rõ ràng khiến cho thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào trường cao đẳng trung cấp nghề khó tiếp cận được thông tin hơn. Công tác chuẩn bị các cái văn bản hướng dẫn cho các cái trường cao đẳng trung cấp hoạt động cũng mất rất là nhiều thời gian. Thế trong đó thì có cái công tác tuyển sinh nữa. Vì vậy mà cái thông tin tuyển sinh đối với lại các cái trường cao đẳng trung cấp đến các em học sinh phổ thông là cũng còn chưa được kịp thời. Năm nay là năm đầu tiên các trường cao đẳng trung cấp chuyển đổi đơn vị chủ quản từ Bộ Giáo dục và Đào tạo sang Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Hiện gần 1.000 trường trên cả nước đang chưa có giấy phép tuyển sinh và chưa xác định được chỉ tiêu. Chúng tôi cũng đã chỉ đạo cho các sở động xã hội nghiên cứu các văn bản và trao đổi, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đặc biệt là trong hai cái việc. Một ấy là cái đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Cái thứ hai ấy là đẩy mạnh cái việc mà truyền thông, tư vấn, hướng nghiệp cho các em. Năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo dành cho các trường đại học là tới gần 400.000 sinh viên. Vì vậy, nếu không có một chính sách điều tiết hợp lý, sẽ gây ra khó khăn cho việc tồn tại của trường nghề trong tương lai. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Xin được cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai. Quy định hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền nhà nước. Đà Nẵng phát hiện thêm 2 công trình xả nước thải ra môi trường. Đắk Lắk